Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em nha. Tiếp tục hôm nay em sẽ cập nhật về cái giá lúa mới nhất cho anh chị cùng nắm, để anh chị cùng tham khảo ha. Đặc biệt là cái khu vực là Long An nha anh chị, Đức Hòa Long An. Tại vì khu vực này bây giờ hiện tại còn lúa rất là nhiều luôn, nhưng mà thương lái thì lại ép giá nha anh chị ha. Em thấy giá nó tầm khoảng đâu là 7.000 đến 7.200 thôi. So với những cái tỉnh khác thì giá lúa nó thấp nha anh chị. Do đó thì em cũng cố gắng là em cập nhật mỗi ngày về cái giá lúa cho anh chị cùng nắm. Thì nếu như là anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á, thì có thể là đăng ký kênh, cũng như là anh chị cũng có thể là cập nhật về cái giá lúa, để cái video sau á, thì em làm cái video em cập nhật lại cho những anh chị xem sau nữa cũng có thể là cập nhật được ha. Thì đầu tiên á, là em sẽ cập nhật là cái câu bình luận của anh là mỗi ngày vui 5155 ha. Anh cập nhật á, là cái giá lúa Đại Thơm 8 mùng 1 này cắt á, là cắt được là 7.900 nha anh chị, ở Ninh Đông, Long An, đó Đức Hòa Long An nè, đó một anh ở Đức Hòa Long An ha. Thì giá lúa này cũng có thể là lên chút xíu rồi nha. Chúc mừng những anh ở khu vực Long An nha. Rồi tiếp tục là bạn Lê Văn Nhân 9245, bạn nói là đài báo giá lúa lọt lòng nghe là sao sao á, cảm ơn bạn. Rồi tiếp tục là bạn là user 6071 ha, là tôi ở xã Phước Chỉ, Trảng Bàng, Tây Ninh. À, lúa 5451 mùng 3 tháng 2 này cắt, lái nói là 7.200, lúa OM 380 là 7.000, tôi chưa đồng ý không biết sao. Thì có một bình luận khác nữa nè, OM lái khác nó mua là 7.450 mùng 1 mùng 2 này cắt, 1 tháng 2 này cắt đó, còn 504 á, lái là trả là 7.100. Rồi cảm ơn anh ở Tây Ninh nha, anh cập nhật khá là chi tiết. Rồi tiếp tục là em cập nhật của một bạn user 7B nè, lúa OM 380 Campuchia nói là 13.000, thì ở bên bản thì nhiều chứ bên mình thấy nó cũng rẻ nha anh chị. Rồi tiếp tục là user 1B nè, lúa OM 380 1.300 rìa ở Campuchia vậy nè. Tiếp tục là em sẽ cập nhật là câu bình luận của anh Hồ Kim Long nha, lúa Đại Thơm 8 tại phường 5 Sóc Trăng, lái trả có 7.700 nhưng mà mình chưa bán. Rồi cảm ơn anh. Rồi thị trường mua bán là vậy bạn ơi, lúc lúa lên á thì không có lúa để cân. Rồi thì đó là cái tình trạng chung nha anh chị ha. Nói chung là thủ tướng cũng đã vào cuộc thì giá lúa mình á thì tăng nha anh chị ha, tăng khoảng đầu là 400 đồng. Mà em nghe hôm qua nay có mấy anh bình luận nói á, thủ tướng mà lên lúa cho mình á mà mấy anh cò đi rêu rao là nói thủ tướng là lúa giảm, cũng sợ mấy ảnh luôn. Hôm qua nay có mấy bình luận vậy đó. Rồi tiếp tục là Thanh Phạm bình luận là lúa ở Mộc Hóa Long An thấp so với những chỗ khác. Đúng rồi bạn ơi, tại vì thời điểm này á, là khu vực Mộc Hóa Long An á, lúa nó còn nhiều lắm. Những cái tỉnh khác là bây giờ người ta đã thu hoạch khoảng đâu là 1/2 rồi, thậm chí là hơn nữa. Rồi tiếp tục là bạn Bay 7224 ha, mình ở Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu, lấy mua giá là 6.700. Ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu còn mua thấp hơn ở miền Tây nhiều lắm. Rồi tiếp tục là em sẽ cập nhật một anh Rang Lê hỏi nè, 656 nè, anh Rang ở Đức Hòa Long An, em cập nhật giùm anh cái lúa nếp hiện tại ở Long An bây giờ lên 8.000 rồi nhanh ha. Ok, em cập nhật tiếp là bình luận của bạn user 9C ha, nàng qua ấp 2 xã Mỹ Thạnh Đông, Đức Huệ, mua có 7.300. Rồi ok nha. Tiếp tục là tôi ở Long An, giá nếp chỉ có 7.700. Đó, em cập nhật cái giá nếp cho anh chị cùng nắm đó nha. Hôm qua là có nhiều anh thì cũng cập nhật là 8.000, coi chừng 7.700 này là ép giá nha anh chị. Rồi tôi tên Nguyễn Hồng Phấn, ở xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, mới cọc 10 ha, Đại Thơm 8 giá 8.000, mùng 7 này cắt. Rồi cảm ơn chị Phấn nha, cảm ơn chị đã tham gia đến cái buổi video của em nha. Thì video sau thì nếu như là bán được thì chị cũng cập nhật cho bà con cùng biết ha, coi giá của mình nó có thay đổi gì hay không. Rồi anh Hùng Lâm nè, Vũng Tàu, huyện Đất Đỏ, OM 18 là giá 7.700. Rồi tiếp tục là em cập nhật là bạn Ngân xinh đẹp ha, là RVT nè, em lấy chết là 10.000, 2 ngày này cắt còn có 8.500 đồng, em ở Hậu Giang. Rồi lấy cọc là 10.000 ha, nhưng mà giờ chỉ còn là 8.550 đúng không? Rồi cảm ơn em đã cập nhật giá lúa cho nông dân biết. Rồi cảm ơn anh Hòa Trần đã bình luận nha.
Tiếp tục là user 3R nha. Xã Vĩnh Tế nè, núi Sam An Giang nè, lúa đại thơm 8 là 8.001, lúa 504 là 7.006, cuối tháng âm lịch này cắt. Rồi cảm ơn anh user 3R. Tiếp tục là anh Lê nè, mình ở Tân Hiệp, Thạnh Hóa, Long An, hôm nay lấy mua đại thơm 8 là 7.009 mà chưa bán, khoảng mùng 8 này em mới cắt. Rồi tiếp tục nha. Bạn Phương Ti 5886 cho số cò F3 thị xã Ngã Năm Sóc Trăng nha em. Rồi anh chị nào ở khu vực đó thì cung cấp cho anh Phương Tí nha, anh cũng cập nhật giá nè. Ở Sóc Trăng Ngã Năm lái cọc chỉ có 7.007 đại thơm 8. Có ai cần mua đại thơm 8 thì hãy đến phường 3 thị xã Sóc Trăng. Chưa chín thì còn nhiều lắm. Rồi cảm ơn anh đã cập nhật cái địa điểm chính xác cho những anh chị ở Ngã Năm Sóc Trăng nha. Tại vì bữa giờ Ngã Năm Sóc Trăng bình luận ở khu vực kênh em nhiều lắm á. Rồi lúc nào cũng trên 8.000, sao chỗ mình 5451 có gần 7.000 nữa. Thì do nó lái nó ép giá anh ơi. Bây giờ nó ăn được cái nào thì nó ăn à, kiểu như vậy. Nói chung em cũng không có ngại gì mấy anh lái đâu. Nói chung ai mà ảnh vô đây bình luận khịa em quá vậy, em làm luôn. Nói chung á là bà con nông dân mình, anh chị cứ nghĩ đi, làm một vụ lúa 90 ngày, 95 ngày mới cắt. Nó là 3 tháng trời rồi, hơn 3 tháng trời là mới có được cái vụ lúa. Mà đặc biệt cái vụ 3 của mình á là lúa nó trúng hơn. Còn vụ nhất cái vụ 2 á là anh chị nghĩ đi, nhiều lúc mà mướn ruộng cái là rồi luôn á. Nhiều làm mà không khéo cái rồi luôn á, là què vốn á chứ không có lời luôn á. Rồi tiếp tục em cập nhật nha. Bạn Ngô Ngọc Quyết nha, 5691 nè, đài thơm 8 An Hòa Trảng Bàng Tây Ninh, 5 ngày nữa cắt, lái trả là 7.009. Rồi OM 18 ở Tân Công Xính, Tam Nông, Đồng Tháp, đài thơm 8 là mùng 5 này cắt nè, mà anh không cập nhật giá. Rồi tiếp tục là anh là Triết Trần ha, 651 ở An Giang, giá nếp 3 tháng nay mùng 3 này cắt chỉ có 7.600 thôi. Hồi nãy có anh ở cập nhật là 7.700 có nè đó. Rồi tôi ở Thạnh Hòa, Dòng Diền, Kiên Giang, lấy cọc là 8.000, đài thơm 8 mùng 4 này cắt. Bạn Tiến Việt ha. Nè một bạn khác nè, tôi ở Long Mỹ, Hậu Giang, hôm kia cân được 7.900. Rồi tiếp tục là anh Tấn Tài nè, tôi ở Thạnh Trị, Sóc Trăng, OM 5451 có 7.500 hà. Rồi tiếp tục nè, Ngon Rồi ở Bà Rịa Vũng Tàu chưa được 7.000 nè. Ở Vũng Tàu qua nay cũng giá lúa cũng thấp nha anh chị ha. Long An cũng vậy. Rồi em ra xem cái bình luận của anh Toàn Trường 86 nè. Lúa khô đài thơm 8 ở Long Mỹ Hậu Giang giá như thế nào vậy mọi người? Đó, anh cập anh bình luận anh hỏi nha. Anh chị cập nhật nha, tại vì có một số anh chị sẽ neo lại cái giá khô á, cái lúa khô của mình á đặng bán á. Anh chị cập nhật giúp em. Rồi. Trà Vinh và gì Đà Nai nè, 8.000 nè. Nếp Long An giá thế nào, nãy anh Long An là cập nhật là 7.000 mấy không á. Có một bạn dư show nói nè, mới cọc là 8.001 nè. Nãy giờ có hai bạn cập nhật, một bạn là nói là 7.006 và một bạn là 7.007, và anh này thì cập nhật là 8.001. Cũng cùng một địa điểm luôn mà giá nó chênh lệch vậy mọi người. Rồi Quỳnh Phấn nè, 1643 ha, đài thơm 8 là đúng giá nhất. Rồi bà con ơi, đài thơm 8.000 là đúng giá nhất rồi. Rồi bà con ơi, anh cập nhật vậy ha. Rồi tiếp tục nè, một bạn nói mình ngày mấy thì để vô dễ hiểu. Thì cái này á, là một ngày em cập nhật tới 2 video lận. Có nghĩa là anh chị mà bình luận quá nhiều là em cập nhật lên liền luôn. Nó ví dụ như là anh chị cứ nghĩ đi, là cái video mới ra cái ngày nào là của cái ngày đó. Còn em là sẽ không có ghi ngày như những cái kênh khác. Tại vì những kênh khác mà người ta ghi có mỗi ngày người ta ra có một cái video à. Thành ra là người ta phải ghi ngày. Nó là người ta quyết định là một ngày ta ra một video. Còn em là cập nhật liên tục. À, cái kênh của em là đánh theo hướng là vlog chứ không phải là hướng kiểu như là thị trường này nọ. Tại vì kênh của em là cập nhật từ khán giả chứ không phải là lên một cái ứng dụng nào đó để mà cập nhật xuống. Thành ra là anh xem anh chịu khó đi. Rồi anh user 2Z hỏi nè, lúa đại thơm 8-15 anh cắt ở Sóc Trăng, gì nè, là trả là 8.500 anh không bán đó. Rồi tiếp tục ha. Rồi một bạn nghe đâu có cò
mua ép giá bị người ta đánh chết luôn, còn ông thì bị thương nhập nhập viện cái nư. Đó thì em nói anh chị, ép giá quá là nông dân nó nóng á. Nó ví dụ như mình cọc mà 9.000 mà tới ngày cắt mà trả còn có 8.000 mấy đi là làm ổng bập liền. Nó ai không vậy, nhiều anh tánh nóng á. Rồi mình ở Châu Thành An Giang nè, hôm qua là 7.800, hôm nay là lên 7.900 rồi. Đó, cũng ok nha. Bạn gần chính xác, tôi ở Thạnh Hóa Long An, lúa đang trổ rồi nên có người bình luận như vậy là đúng rồi. Anh Hùng 4266 nha. Rồi tiếp tục nè, mình ở Tân Thạnh Long An, OM 18 trả 7.900. Mùng 4 này cắt có được không anh? Ok rồi. Rồi tiếp tục nè, một bạn là tôi ở Thạnh An Vĩnh Viễn, hiện nay là giá dao động là từ 8.700 đến 8.700 vậy nè, nó. Rồi hôm nay em cũng đã cập nhật một số bình luận như vậy ha, mới nhất cho anh chị cùng nắm ha. Anh chị có bình luận nào nữa thì cứ bình luận lên, em sẽ cập nhật ở cái video sau nha.